Rồi đi cây le rồi. Cây le ý chí sống đây. Ý chí thằng sống 45 cho mày chiêu thông tuệ nha. Rồi cây le nha. Chuyện này là không lên kháng phép đâu. Lên mẹ đồ đam luôn, quất nó luôn. Không kháng gì hết á. Nó quạt vừa phép vừa đam à. Mà team nó toàn đam mà đâu phép nhiều, khỏi lên kháng phép. Hindoran thủ nhà. Ủa chủ đường. Một là bóng nhu người nó, chờ nó chịu e. Hai là chờ rừng lên. Con cây le là cái con mà nó đẩy lên không? Chịu e của nó quạt phát là dính mấy con á. Cho nên là nó sẽ đẩy lên lẹ hơn mình. Rồi cây le thì nâng chiêu gì trước, anh chiêu quy trước đi. Mình thoát ra khỏi tầm quýnh của nó là được. Rồi nói cho nó chịu e đi. Đó. Chém ca hai cái à. Bây giờ mấy con lính nó không đều máu dễ bao. Nope. Chết rồi, mất rồi. Thôi hay đẩy lẹ. Thấy nó hết cái cục á, nó không vính được mình. Đó nó có hiện là này bắn người nữa này. Đấy này, đấy nó hết rồi đó, đâu quẹt được đâu. Giờ nó chỉ có vính gần thôi. Đấy. Đó này, cục này nè, cục này nè, thấy nha. Đó, cái cục đó đó. Đấy, chịu e, hình chịu e. Đó, nó hết chịu e thấy không? Chết rồi, nó sắp có lại rồi. Không sao. Rồi, có lại rồi kìa. Rồi, nó quạt. Thú. Đau quá vậy. Mắt. Xíu nữa King Dora ra hồi máu lại cho mình. Yên tâm. Giờ Wii lấy nội tài với Phan Trung Trụ được. Không có nội tài là không đủ sát thương phải không chủ. Ôi đau vậy. Đau phết. Rồi nó hết, sắp hết rồi, nó sắp hết rồi, nó sắp hết rồi. Thấy không? Đó, giờ tên lên là nó bắt em nó quạt lẻ lắm. Rồi giờ nó lát hit. Nó không tăng tính được lâu đâu. Đấy. Xíu rồi là tê. Đó, nó quạt hết rồi. Rồi xong. Giờ nó mất khóc rồi đúng không? Giờ nó mất. Đấy. Đó, nó quạt kệ bạn. Kệ nó, kệ quạt đi. Rồi xong, đã nó quýnh luôn. À, coi nào dồn đam nhanh hơn. À, cái khúc này là nó sẽ không dồn đam nhanh bằng mình được. Chắc chắn mình đứng yên luôn, mình chờ hết cái bất tử hộ thân á, xong cái mình combo đó, mình cứ đứng gần người đó thôi. Nó không dồn mình chết được. Nếu mà hai đứa bằng máu nha, còn nếu mình thua máu thì quả nó quạt mình chết, nhưng mà bằng máu á. Hai đứa nó bằng hai mình, nó bằng máu mình chấp nó luôn, chấp mày búp bất tử, tao chờ mày phải bất tử tao quýnh. Đó bây giờ nó không có bất tử nè. Cứ hết chịu e là mình lao lên mình đập. Đấy này nó bắn người này thấy không? Đó, đó nhìn cái cục này nè. Nó đang xoay đó, nó xoay gần hết. Hết tạo lên lấy hết. Lâu hết bây giờ. Ôi nó hồi lẹ. Ôi hồi lẹ. Đó tê quý vậy. Đấy quý vậy. Bây giờ mình có hồi chiêu rồi. Ôi hên dưới mày. Ôi nó hên. Về. Về thì đẩy lên lên. Về mình đẩy. Rồi về. Đó mình cấp 8 nó cấp 6. Thọt lên. Rồi về lên thêm miếng hồi chiêu nữa. Rồi giờ mình lách hit. Nó lên đập luôn. Bật cuối đập luôn. Hai thằng bằng máu à. Đó, mình cứ đứng, nếu mà đủ khoảng cách cứ bật chữ cuối lên đè người đó, đó. Nhưng phải đủ khoảng cách nha, tại vì nó bật bất tử nó sẽ bỏ về. Bỏ nó về. Đây nè, chơi nè. Để chỉ núp lùm nè. Kỹ năng núp lùm đại pháp. Trời ơi, tiếc quá. Nó không biết mình hồi chiêu đâu. Ồ, không được cam. Di kìa.
Mày ngu em. Thôi gậy cũng được. 2 đối 1. Rồi lại lên farm combo bắt đầu. Đấy, nè mất chiêu E là lao lên nha. Mất chiêu E là lao lên cấu miếng máu xong bỏ về lát nữa cấu phát nữa chết luôn. Không, cái này là tôi lỡ bấm chiêu R á. Đáng lẽ cái pha nó không bấm chiêu R cấu thôi. Mà nó hết mất R thì nó về nó lấy chiêu 1 đấy. Không, tất cả đều có tác dụng. Đấy, tất cả nó đều có cái lợi của nó đó, anh em à. Đó, đuổi nó về lấy chiêu 1 cũng có tiền. Đó. Đâu nhất thiết phải giết nó. Rồi sao mà mày em chạy đâu nè. Đó, chỉ thần chấm luôn. Có hai bùa. Xin về rồi, về luôn. Có bùa red nè. Đấy, mình bê xong tới mình xuống đây mình bê. Rồi chạy đâu nữa. Trời ơi, cùng đường. Cùng đường lại kiếm Mayumu được bật. Em chạy đường nào hả? Đó, bốc luôn hơi thằng này luôn. Mình chỉ việc xanh là mình đi snowball. Miss xong đúng không? Đẩy luôn. Rồi, bay vô vào nó, chơi nó. Giết nó, đó. Rồi, anh em thấy chưa? Mình xanh mà mình xuống mấy chỗ khác mà có tác dụng phát là hai trụ nát bét. Đó, boss nè. Cái hai thằng boss nó phải ra mid nó đép đúng không? Cái lúc mà nó ra mid đép hai thằng boss mình lấy luôn cái chỗ boss đấy, lấy hết trụ. Mình xanh là mình phải tận dụng. Tận dụng cái lợi thế mà mình xanh tạo áp lực lên mấy cái chỗ khác. Vậy mới win được. Chứ mình xanh mà mình cứ cấm đầu ở trên này một mình thì không khó win lắm. Rồi có mắt không? Rồi nè, có mắt nè. Quy 1 nè, tích quy trước. Quy 2 nè, chết cha binh cao á. Trời ơi, tóc biến rồi. Rồi rồi, ta long gì? Trời ơi, một đống chuối. Trời ơi, lên dĩa em kia luôn. Rồi, Blick đi đâu em ơi? Đấm anh hả? Sao mà đấm? Giết luôn, cày le luôn. Đấy, ma mù lì liền. Tụi gì? Mất hết chiếc cuối, mất tóc biến rồi. Ngon lành. Phải thành công. Gì nè, Baron nè, R phát nè, R nè. Di Hin nữa nè. Đầu hàng nè. Mamudi đầu hàng luôn. Không còn gì để cố gắng nữa rồi. Trận đấu quá tuyệt vời anh em. Deep in the eye of the storm, every battle's been lost or won. I still feel it, I still feel it.